Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, đến tham dự hội thảo của chúng ta cũng có một vị thượng tọa rất là thâm niên trong tu tập, và ngài đã được thừa hưởng cả hai nền giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ. Và chúng con tin tưởng rằng ngài đến đây sẽ có những cái chia sẻ rất là thú vị và rất là bổ ích và ý nghĩa cho hội thảo Hoằng pháp giáo dục và ni giới trong thời đại của chúng ta. Và vị thượng tọa đó chắc hẳn chúng ta đều biết, ngài là thượng tọa Thích Tâm Thành, tổng vụ trưởng ngoại vụ. Và sau đây chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa lên có những cái bài tham luận của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và xin đại chúng một tràng pháo tay để cung nghinh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính đảnh lễ chư tôn hòa thượng giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý đồng hương, đồng bào Phật tử, các thiện nam tín nữ, thân hào nhân sĩ, các vị học giả, các vị, kính thưa các vị, chúng tôi cũng có bài tham luận đơn giản để góp phần vào trong cái nền Hoằng pháp và giáo dục của Đạo Phật. Thưa quý vị, toàn bộ Tam Tạng Kinh điển mà chúng tôi cũng có sơ lược qua thì thấy rằng Đạo Phật nó vừa hợp về tâm linh khoa học ở trong hiện đại cũng giống như tương lai. Đây là bài tham luận của chúng tôi, là khoa học tâm linh trong Đạo Phật vượt thời gian. Tâm linh trong Đạo Phật đưa con người đạt được tuệ giác giải thoát sanh tử luân hồi, thanh tịnh an lạc, tự tại hồn nhiên. Nhưng khi nói về khoa học, chúng ta phải nghiên cứu kỹ và chứng minh cụ thể một vật. Nếu nói đơn giản khó mà tóm tắt được tất cả những chỉ vài trang giấy, huống hồ chứng nghiệm về tâm linh trong khoa học còn phải nêu ra đầy đủ rõ ràng thì nói không bao giờ cùng tận. Chúng tôi sơ lược vài ý khoa học trong Đạo Phật về triết học Phật giáo trong Tam Tạng Kinh điển có đầy khoa học vũ trụ quan, nhân sinh quan, vân vân. Vì thời gian có hạn, cần bày tỏ quan điểm của mình đối lập với những thành kiến cho rằng nhiều kinh điển Đại Thừa là ngụy tạo, nên chúng tôi xin khai triển vài đoạn kinh ngắn trong các kinh Đại Thừa thường ngày các chùa tụng bị cho là ngụy tạo, cũng như lấy vài ví dụ của những nhà khoa học nhìn về Phật giáo. Sau đây là một thí dụ trích đoạn từ Đức Phật và Phật Pháp bởi Hòa Thượng Narada, nhà khoa học hiện đại Robert Oppenheimer đã nói rằng, thí dụ nếu hỏi hột điện tử có giữ nguyên một vị trí không, ta phải nói không. Nếu hỏi với thời gian hột điện tử có thay đổi vị trí không, ta phải nói không. Nếu hỏi hột điện tử có ở yên không, ta phải nói rằng không. Nếu hỏi hột điện tử có di động không, ta phải nói không. Đức Phật đã giải đáp tương tự khi có người hỏi rằng về điều kiện của một người sau khi chết, nhưng đó là câu trả lời không quen thuộc với truyền thống khoa học của thế kỷ thứ 17 và thứ 18. Lẽ dĩ nhiên, nhà học giả uyên thâm muốn ám chỉ một người đã đắc quả A-la-hán. Việc gì xảy đến một vị A-la-hán sau khi ngài viên tịch? Đó là một câu hỏi tế nhị và khó giải đáp, vì Niết Bàn là siêu thế, ngoài không gian và thời gian, và ngôn ngữ của con người không thể diễn tả. Nói một cách chính xác, có Niết Bàn nhưng không có người chứng đắc Niết Bàn. Theo lời Đức Phật dạy, nói rằng một vị A-la-hán còn sống hay không còn sống, tại hay bất tại, sau khi ngài viên tịch đều không đúng. Tỉ như ngọn lửa đang cháy bỗng nhiên tắt, không thể nói khi tắt ngọn lửa ấy đi về phía nào trong bốn phương tám hướng. Khi nhiên liệu hết thì lửa tắt. Đức Phật nêu ra thí dụ ngọn lửa
và thêm rằng câu hỏi đặt như thế không đúng. Chúng ta có thể bối rối và không hiểu gì, nhưng điều đó cũng không lạ. Chúng ta hay tụng bài kinh Báo Ân Phụ Mẫu Mùa Vu Lan. Chúng tôi đã đưa cho những bác sĩ xem lời Phật dạy trích đoạn trong kinh và họ lấy làm ngạc nhiên sao Đức Phật đã biết việc về anatomy sinh học, hình thể của con người bắt đầu trong bụng mẹ. Trong kinh nói rằng tháng đầu thai đầu tở xương, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường, tháng thứ hai dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng, tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt xương, lại thêm đủ lỗ chân lông, cộng chung đến số 84,000. Tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ, 9 tháng thì đầy đủ vóc hình, 10 tháng thì đến kỳ sanh, nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn, bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu, nó vẫy vùng đạp vẫu lung tung, làm cho cha mẹ hải hùng sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Vân vân. Bài kinh này nói về công cha nghĩa mẹ nặng nề. Nhưng đoạn trích này cho ta thấy Đức Phật đã không dùng các máy móc như CT scan, ultrasound, MRI để mà nhìn vào trong bụng mẹ, mà các nhà khoa học sau thập niên 1960 đã chế ra các máy này để nhìn vào cho đến ngày nay. Không những Đức Phật đã cho ta biết về sinh vật học con người trong bụng mẹ, mà còn cho ta biết khi đứa trẻ sinh ra, nếu đứa nó ngỗ nghịch thì làm người mẹ đau đớn, còn người hiền ngoan thì sinh dễ dàng. Bài kinh này do Đức Phật giảng dạy và dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán trong bộ Đại Tạng có gần 2.000 năm và dịch ra tiếng Việt hơn 70 năm. Và một thí dụ thêm nữa, trong kinh A-di-đà, Ngài có nói về vũ trụ, các phương hướng đều có vô số chư Phật, như phương Đông, Nam, Tây, Bắc, trên và dưới, để ủng hộ lời của Đức Phật Thích Ca thuyết pháp. Nhưng quý vị có đánh dấu hỏi tại sao lại có phương dưới? Phải chăng phương dưới là ở trong lòng đất không? Trong kinh nói, này Xá Lợi Phất, phương dưới có sư tử Phật, danh văn Phật, vân vân, hằng hà sa số. Đức Phật kính tin và khen ngợi Đức Phật Thích Ca thuyết bài kinh không thể nghĩ bàn này. Có nhiều người kiến thức còn hạn hẹp đã nghi ngờ, cho rằng sao Đức Phật đã nói phương dưới như trong lòng trái đất, làm sao có vô số thế giới của Đức Phật ở. Chúng ta ngày nay đã dựa vào khoa học không gian, những viễn vọng kính như Hubble Telescope, Kepler Space Telescope. Các nhà khoa học đã nhìn ra vũ trụ có số hành tinh nhiều hơn số cát trong trái đất này cộng lại. Vậy câu hỏi, có phải Đức Phật đã nhìn vũ trụ vượt thời gian khoa học ngày nay đã nhìn không? Và phía dưới hành tinh trái đất của chúng ta đang sống, đang bay lơ lửng trong không gian, thì cũng có vô số hành tinh khác đang bay lơ lửng hiện hữu. Cho nên, trong bài kinh chúng ta thường tụng lại có nhiều điểm khoa học mà Đức Phật đã nói, vì trí tuệ hiểu biết của ta còn quá hạn hẹp, nên có nhiều người đang nghiên cứu, chưa thấu hiểu, cho rằng các bài kinh này là do ngụy tạo từ Trung Quốc, vân vân, mà không thấy rằng, không hiểu được hết vũ trụ, thời gian, không gian, nhân sinh quan của Đức Phật đã dạy. Dù cho thời gian nào, vài ngàn năm, vài trăm ngàn triệu năm nữa, thời gian đi qua, nhưng lời Phật dạy không bao giờ thay đổi. Thay cho lời kết, chúng tôi xin trích đoạn của nhà vật lý học thiên tài người Đức Albert Einstein. Vào đầu thế kỷ 20, đã có nhận
xét khá đặc biệt về Phật giáo rằng, if there is any religion that would cope with modern science needs, it would be Buddhism. Buddhism requires no revision to keep it up today with recent scientific findings. Buddhists need no surrender its view to science because it embraces science as well as go beyond science. Nếu có một tôn giáo nào đáp ứng những nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không đòi hỏi phải xét lại mình để cập nhật với những khám phá gần đây của khoa học. Phật giáo không cần từ bỏ quan niệm của mình để đi theo khoa học vì nó bao gồm khoa học cũng như vượt qua khoa học. Chúng tôi kính cảm niệm tri ân công đức của Chư Tôn Đức, chư liệt vị thính giả đã lắng nghe. Chúc quý vị một mùa đáng sanh an lạc, nhiều hào quang của chư Phật chiếu soi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, thì như chúng ta đã biết, tính một trong năm tính chất của pháp của Đức Phật tức là vượt thời gian đến để mà thấy và được người trí chứng ngộ. Và khoa học công nghệ càng tiến bộ bao nhiêu thì càng chứng minh cho những cái học thuyết và những cái chân lý của Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta. Và chúng con xin được cảm ơn Thượng Tọa đã đến với hội thảo và làm sáng tỏ vấn đề này cho chúng con. Và xin một lần nữa, toàn thể chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để tri ân Thượng Tọa.